Vâng, quý vị vừa rồi là Ngô Khả Anh và Yêu Một Người. Đúng là người ta nói là bình cũ rượu mới đúng không? Dạ. Một ca khúc mà tưởng chừng là đã quá cũ, dạ. Đó thực sự là quá cũ. Dạ. Bài hát này gần như chúng ta đang nghe cả mười mấy hai chục năm nay rồi, dạ, đúng không? Rồi. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay cái Ngô Khả Anh thể hiện lại thì mình lại thấy là nó có như một cái làn gió mới, dạ. Nó nhẹ nhàng và nó làm mới lại cái bài hát này ha. Rõ ràng là đây là ca khúc mà rất có thể sẽ là một ca khúc được quý vị rất yêu mến từ cuốn CD này. Biết đâu Ngô Khả Anh sẽ lại có thêm bản hit mới từ những gọi là từ di sản, từ những anh chị đã để lại cho mình đúng không? Dạ, từ những lâu lâu rồi. Người ta nói là sau này có một số những ca sĩ, dạ. Họ nổi tiếng được nhờ cover lại những bài hát. Dạ đúng rồi. Và có hai cách để nổi tiếng. Một, dạ. là chúng ta sẽ cover lại những ca khúc mà, và tự nhiên là cái sự cover đó nó đạt được cái sự đồng điệu, dạ. và đồng cảm từ tất cả mọi người. Hai là mình đặt một ca khúc mới tinh, đúng, dạ. không? Thì cả hai cái con đường này Ngô Anh đều đã làm. Đều đã làm, dạ. Và Ngô Anh cũng đã có những ca khúc của riêng mình, dạ. đúng không? Và lý do tại sao lần này Ngô Khả Anh không quyết định chọn tiếp tục những ca khúc mới mà Ngô Khả Anh lại tìm về những ca khúc nhạc Hoa Lệ Việt để làm mới? À, dạ vâng, thì cảm ơn anh Lưu Việt Hùng. Những ca khúc mới thì Ngô Khả Anh cũng đã sử dụng trong cái CD, mấy cái CD 1, 2, 3 thì cũng đều có những cái ca khúc mới giống như là Tại Anh, rồi Có Bao Nhiêu Người Cô Đơn, Qua Những Ngày Mây Xám, đều là những ca khúc của nhạc sĩ rất nổi tiếng. Và cái CD lần này thì Ngô Khả Anh lại muốn làm một cái gì đó khác hơn. Nhưng mà những ca khúc này thật sự là khi mà Ngô Khả Anh thấy là mình đi show, mình vẫn ở bên Mỹ đó, thì mình vẫn hát được và khán giả bên này cũng đều biết những ca khúc đó trong một cái thời gian qua, thì mình nghĩ là cũng sẽ được khán giả là thuộc một cái câu nào đó ở trong tức cái bài hát. Tức là cái CD này làm ra là giống như là để đáp ứng lại cái yêu cầu khán giả đúng không? Dạ đúng rồi. Mình thấy là rõ ràng mọi người ai cũng đều thuộc cái ca khúc đó. Dạ đúng rồi. Mình muốn nhiều ca khúc rất là quen. Ra, cũng, dạ. Mình hát sân khấu và dưới khán giả cũng có thể hát theo. Dạ đúng rồi. Và bên cạnh đó thì những ca khúc này thì đặc biệt cái CD này thì mình làm là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đều là những ca khúc cover lại. Nên Ngô Khả Anh muốn làm chung một cái CD như vậy thì để cho mọi người cũng có thể dễ nghe. Dạ, dễ thưởng thức. Dạ vâng ạ. Trong cái cuốn CD này, trong 8 cái bài hát này thì những ca khúc nào là những khúc làm khó em nhất trong quá trình thu âm? Ồ dạ vâng. Thì trong những ca khúc mà làm khó là đó là những ca khúc mà hát slow. Những ca nhiều khúc, cần cảm xúc đúng không? Nó nhiều cần cảm xúc thì khi mà thâu thì người nhạc sĩ đó khi mà thấy mà chưa có đủ thì lại muốn thâu mình lại. Thâu lại. Có khi là phải sửa tới sửa lui vài lần thì mới xong. Còn những ca khúc mà remix thì chắc là do cái sở trường của mình hay hát nhạc remix nhiều hơn nên ít thu khi nhanh hơn đúng ít không? Thu nhanh hơn mà ít khi phải thâu lại lắm quý vị. Nhưng mà những ca khúc pop ballad thì cần cái cảm xúc nhiều hơn nên đôi khi có những cái câu, những cái từ là phải thâu tới thâu lui anh Hùng. Dạ vâng. Với một người mà ít yêu như Ngô Khả Anh. Dạ vâng. Thì không biết là cái chất liệu nào, cái cảm xúc nào để Ngô Khả Anh tức là mình mượn để mình đưa vào những cái bài hát nó sầu não. Thường thường là Ngô Khả Anh hay hát những ca khúc sầu não như là trách than cho những cái mối tình đã đi qua không thành, rồi tình yêu tan vỡ, nhớ nhung người yêu này kia. Nhưng thực sự ngoài đời Ngô Khả Anh là người yêu rất ít thưa quý vị. Dạ vâng. Tới thời điểm bây giờ thì nói chung là cũng chưa đủ để bắt vai nữa. Đúng rồi, dạ vâng. Vậy thì chất liệu ấy từ đâu? Dạ vâng, cũng may mắn là cũng qua những cái câu chuyện của bạn bè, của anh chị em đồng nghiệp. Mình cũng có rất là nhiều may mắn khi mà có nhiều anh chị em cũng hay tâm sự với mình về câu chuyện tình yêu. Thì cũng có thể từ những cái đó mình có những cái câu chuyện mình tưởng tượng cho riêng mình, hoặc là xem phim, hoặc là mình đọc sách. Dạ vâng. Thì Ngô Khả Anh cũng tích góp từ cái đó thì mình tạo ra cái cảm xúc, mình đặt trong mình cái bài hát đó. Thì mình ráng nghĩ ra, chứ thật ra cái kêu mà chưa bao giờ dùng kinh nghiệm thật của mình để dạ vâng. bài hát đúng còn không? Nếu mà tình trường yêu đương thì lịch sử thì mình chưa có đủ cái trải nghiệm như vậy. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, Ngô Khả Anh giống như là 1-800 tâm sự với thưa quý vị, một chàng nghệ sĩ đồng nghiệp rất là thân thiện, rất là hiền lành, cho nên là nhiều khi cũng giống như là một cái nơi để bạn bè có thể chút bầu tâm sự đúng không? Và đặc biệt là đây là một chàng trai rất là kín tiếng, cho nên là cái việc có tâm sự Ngô Khả Anh, quý vị cứ yên tâm là câu chuyện quý vị cũng sẽ nằm trong đời người Ngô Khả Anh thôi. Dạ vâng. Người ta nói là đúng là người nghệ sĩ giống như là có cái sự đa cảm cũng hơn người ta, có sự nhạy cảm cũng hơn người ta, và có cái cảm nhận nhiều khi mình không nói vấn đề tinh tế mà mình nói là mình sẽ
detail, chi tiết hơn mọi người. Cho nên cái việc mà mình sử dụng chất liệu cuộc sống đưa vào những bài hát gần như đó là cái chuyện ai cũng đã từng, đúng không? Dạ đúng rồi. Và nếu như mà hát một bài hát buồn mà cứ phải khổ đau, yêu lụy tình rồi bắt đầu mới hát thì cái bài đó thực sự là không ai ca sĩ nào dám. Dạ đúng rồi. Dám nói. Như anh Hùng biết là có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam mình, ví dụ như là mới 17, 18 mà hát những cái ca khúc mà yêu đương lụy tình mà rất là hit, thì những cái người đó, những cái em đó thì làm sao mà đủ trải nghiệm để hát những bài đó. Nhưng mà do là cũng phải nhờ những câu chuyện hoặc là trí tưởng tượng ra nữa, đúng không anh Hùng? Nhiều khi, vâng thưa quý vị, có những lúc đời nghệ sĩ cũng có những lúc mình đang gặp những chuyện buồn trong đời sống của mình mà lên sân khấu vẫn phải tươi cười. Dạ đúng rồi. Cũng phải nhập vai một người nghệ sĩ cống hiến thật tốt cho cuộc đời này, bởi vì đó giống như là một cái sứ mệnh mà mỗi người nghệ sĩ cần phải thực hiện. Đã có những lúc mà cá nhân Hùng biết là có những thời điểm mà Ngô Khả Anh ốm, Ngô Khả Anh không có được khỏe mà cứ lên sân khấu một cái là khi nghe những tràng vỗ tay quý vị, khi nghe đến tên mình là tự những bao mệt mỏi đã tan biến, đúng không? Em có thấy là rõ ràng là trên sân khấu nó giống như có một cái sức mạnh vô hình nào đó nó giúp chúng mình, đúng không? Đúng như là một sự tổ đãi, em có tin vào điều đó? Dạ em rất là tin vào vấn đề tổ nghiệp, nên lúc nào mà trước khi lên sân khấu lúc nào cũng vái tổ, khấn tổ, tại vì mình lúc nào trong lòng mình cũng tin cái điều đó. Lên sân khấu nhiều khi là mình có những cái chuyện buồn gì đó ở phía sau thì mình trước khi lên sân khấu mình bỏ qua được những cái điều đó để mình cống hiến cho khán giả. Tại vì hơn ai hết khi mà mình lên sân khấu là mình phải tôn trọng khán giả, từ hình thức cho tới từ cái sự chuẩn bị của mình. Nên lúc nào thì Ngô Khả Anh nghĩ là mình cũng nên khi mình lên sân khấu đó thì lúc nào cũng có một cái sự chuẩn nhiệm bị màu, đúng không? Cũng như là mình bỏ qua những cái chuyện riêng tư cá nhân của mình đi. Dạ vâng ạ. Nói chung là gạt nước mắt, gạt đi nước mắt có một bên, đúng không? Mặc dù đôi khi cũng thanh thang con đường phía trước ha. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, vừa đến chia sẻ của Ngô Khả Anh, còn bây giờ đây thì quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi. Lưu Việt Hùng xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Đây là một trong những music video được trích từ bộ DVD của Trung tâm Minh Tránh Entertainment. Hãy cùng thưởng thức một bản nhạc hoa lời Việt đã được Ngô Khả Anh remix với những phần dancer rất là sexy, đúng không? Dạ vâng. Rất là nóng bỏng. Hãy cùng thưởng thức những lời dối gian. Sau đó thì quay trở lại Hùng sẽ hỏi nhiều hơn về một Ngô Khả Anh ở một góc độ khác. Hãy cùng thưởng thức những lời dối gian nhé. Xin mời. Không giữ lâu, không thì ngày nay đi chung con phố quen, sao
chi em thêm đau lòng nhau. Tình đã vỡ tim anh như đang vỡ tan. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt đưa đẫm nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ.